đừng có dại mà thắp hương thế này, dù có 100 tỷ cũng sớm vỡ nợ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi hết. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, thắp hương là một cái nét đẹp văn hóa tâm linh từ nhiều đời của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thông thường, người ta sẽ thắp hương để khẩn thiết, cúi đầu, mong cái tấm lòng thành kính của mình sẽ quyện theo làn hương thơm, hướng về cái cõi linh thiêng nơi tổ tiên và ông bà ngự trị. Mỗi một nén hương được thắp lên, gửi gắm nhiều cái thông điệp của người trần gian đối với đất trời, đối với tổ tiên, đối với ông bà của mình. Nó cũng làm cho gia đình được ấm áp, lòng người được thanh thản hơn. Do vậy, trong kinh Phật có bài kệ sau: nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Vì cái tính chất linh thiêng như vậy, nên cái việc thắp hương tuyệt đối không thể được tùy tiện. Có những cái sai lầm đại kỵ khi thắp hương mà nếu mà gia chủ phạm phải ấy, sẽ tự tay phá hủy cái con đường công danh, sự nghiệp cũng như là tài lộc của chính mình và cả gia đình. Dù đang giàu có đến mấy thì cũng trở về trắng tay, nghèo đói cả đời. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chớ có dại thắp hương kiểu này, giàu có đến mấy cũng trở thành trắng tay, nghèo đói suốt đời. Dâng hương trên ban thờ tổ tiên là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ, Tết, dỗ chạp của dân tộc ta. Nén hương được thắp lên thì mọi người sẽ cảm thấy ấm lòng hơn. Nén hương trong cái lúc này không còn là cái thứ hàng hóa bình thường nữa, mà nó đã trở thành một trong cái sản phẩm tinh thần không thể thiếu của người dân. Cái nét đẹp đó đã tạo nên và được bảo tồn cái giá trị, cái bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam trong suốt thời gian qua. Cái nén hương được đốt lên gửi gắm nhiều cái thông điệp của trần gian đối với đất trời, với tổ tiên, với ông bà của mình. Nó cũng làm cho gia đình ấm áp, lòng người được thanh thản hơn. Và dưới đây là một số nguyên tắc cần phải ghi nhớ khi mà thắp hương. 1. Lựa chọn số nén hương khi thắp lên ban thờ. Thưa quý vị, khi thắp hương thì người ta thường thắp theo số lẻ, bởi số lẻ nó tượng trưng cho số âm. Do đó có thể thắp 1, 3, 5, 7 hoặc là 9 nén hương. Và ý nghĩa của việc thắp nén hương hoặc là nén nhang ấy, theo quan niệm của dân gian như sau. Thắp một nén ngụ ý là cầu bình an. Thắp ba nén là bảo vệ cho gia đình và mọi người, đánh đổi được những cái tai ương, những cái tai họa nó ập đến. Nếu mà thắp 5 nén là tượng trưng cho 5 phương trời, 5 hướng thần linh, 5 phương ngũ hành đấy, với cái sự cầu mong được trời đất phù hộ cho gia đình được bình an và may mắn. Khi mà thắp 7 nén hương là dùng để mời gọi thiên thần, thiên binh, thiên tướng. Nếu mà không phải cái việc bất đắc dĩ thì không nên dùng cái thắp 7 nén hương. Khi mà thắp 9 nén hương là cái tín hiệu để cầu cứu. Nếu như mà bất đắc dĩ, không có nơi nào cầu cứu giúp đỡ, nhân lực không thể cứu vãn, thì hy vọng cái Ngọc Hoàng Đại Đế cùng với Thập Điện Diêm Vương cứu giúp muôn dân, cứu khổ cứu nạn. Khi mà đốt 9 nén hương ấy, thì thường được bày theo cách là 3 hàng 3 cột đó. Thứ hai, chúng ta xét về cái quy phạm khi mà sử dụng hương. Quy phạm trong tôn giáo phần lớn đã được quy định chi tiết trong từng giới luật, kinh điển của tôn giáo. Nhưng đôi khi thì cũng căn cứ theo cái cách nghĩ của mỗi người, của mỗi khu vực mà nó cũng có nhiều cái sự khác biệt. Dưới đây sẽ là một số ví dụ về quy phạm thường gặp trong cái việc sử dụng hương. Dùng hương có nguồn gốc từ hương liệu thiên nhiên là chính. Tránh cái việc dùng hương hóa học. Thứ nhất là nó vừa làm tổn hại đến cái sức khỏe của con người, làm hộ hại đến sức khỏe của bản thân, lại vừa không thể hiện được cái tấm lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên. Thứ hai là nơi sử dụng hương không hạn chế từ các nơi cúng dường chư Phật như đọc kinh, trai giới, lễ tụng, giảng thuyết pháp, thỉnh cầu v.v. Tại gia đình thì chúng ta có thể dùng hương ở ban thờ, ở phòng khách. Cái việc cất giữ hương cũng phải để ở nơi cố định, khô ráo, sạch sẽ. Tốt nhất là lựa chọn những cái hộp hương có thể đậy kín để đựng các loại hương phẩm khác nhau. Và các bạn đặc biệt phải lưu ý không để cái hương chưa đốt trên bàn thờ. Khi lấy hương phải cẩn thận, nhẹ nhàng, không nên để hương bị rơi vãi hoặc là đổ xuống đất. Tiếp theo là cũng cần phải thường xuyên lau rửa sạch sẽ những đồ vật mà chúng ta thường xuyên tiếp xúc với hương, như là thìa, lư hương hoặc là hộp hương v.v.
Khi thắp hương cần chú ý cái phong thái của bản thân, phải đoan chính, nghiêm trang. Cái khoảng cách giữa cái chỗ đứng với cái bát hương ấy không xa quá, cũng không gần quá. Nếu mà vi phạm thì cũng đều là không tốt. Và cái việc nữa là trước khi thắp hương ấy thì nên sắp xếp ổn thỏa những cái vật phẩm cúng dường như là hoa tươi, nước sạch cũng như là các đồ trên bàn thờ được ngay ngắn và sạch sẽ cũng như là chuẩn chỉ thì chúng ta mới tiến hành công việc thắp hương. Thứ ba, những dấu hiệu bất thường trên bát hương cảnh báo những cái điểm xui xẻo. Bát hương thường được đặt chính giữa trên bàn thờ, tuyệt đối trong một năm thì không được tùy tiện mà xê dịch hay là di chuyển, kéo gia đình gặp họa, cái vận xui nó sẽ ập đến. Các bạn cũng nên chú ý đến cái việc cuối năm ấy là thay bát hương thì phải dùng bàn tay sạch sẽ để thay, đúng không ạ? Chân hương sau khi dọn cũng sẽ mang ra ao, mang ra hồ, ra sông hoặc là phải hóa hết. Đấy. Bên cạnh đó là trong quá trình mà tỉa chân nhang ấy thì chúng ta cũng sẽ giữ lại những cái chân nhang lẻ, ví dụ như là 3 chân nhang hoặc là 5 chân nhang, vân vân. Điều này sẽ khiến cho gia đình được an yên, tài lộc, sức khỏe và hạnh phúc quanh năm. Tiếp theo là bát hương bị đặt trông chênh. Như đã nói ở trên ấy, thì bát hương là cái vật linh thiêng nên cần phải cố định. Các bạn không nên liều lĩnh đặt bát hương nó trông chênh, nó lệch bên trái hay là lệch sang bên phải. Tùy theo cái kích thước bàn thờ mà có thể đặt 1 hay là 3 bát hương. Thường là cái bát hương chính giữa to nhất là để thờ quan thổ công, thổ địa, thần linh. Hai bát hương hai bên là thờ gia tiên và bà cô ông mãnh. Trên bàn thờ phải luôn có đèn dầu hoặc là nến để thể hiện cái sự tôn nghiêm ở cái chốn linh thiêng này. Bên cạnh đó thì quý vị cũng không nên dùng cát đựng trong bát hương. Nhiều gia đình vẫn đổ cát vào bát hương để cắm nhang mà không thể ngờ đây chính là một cái quan niệm sai lầm. Trong phong thủy quan niệm, cát là thứ bụi bặm, ô uế. Để trong cái vật linh thiêng như bát hương thì gia đình ấy sẽ thì khó mà tránh khỏi những cái tai ương, những cái xui xẻo. Tốt nhất là gia chủ nên dùng tro nếp, đấy, được đun lên bằng rơm nếp hoặc được đốt bằng rơm nếp. Có như vậy thì tài lộc mới đầy nhà và cả gia đình được vui vẻ, hạnh phúc quanh năm. Tiếp theo là không dùng bát hương làm bằng đá. Cái bát hương làm bằng đá là điều tối kỵ bởi cái chất liệu này nó chỉ phù hợp với những khu vực như là đình, đền, miếu, mạo, chùa chiền, chứ nó không hợp với bàn thờ trong nhà. Nếu gia chủ cố tình sử dụng cái chất liệu này thì rất có thể là cái tài lộc trong gia đình sẽ bị gì tổn hại và sẽ bị mang đi hết. Vậy thì gia chủ cần bao nhiêu bát hương trên bàn thờ là đủ? Đó. Ở trên bàn thờ gia tiên thường là sẽ bày ít nhất là 1 bát hương, 2 bát hương hoặc là 3 bát hương. 1 bát hương thần linh, 1 bát hương gia tiên và cũng có gia đình bày 3 bát hương là 1 bát hương bà cô ông mãnh. Nếu mà trên bàn thờ chỉ có 1 bát hương thì là do là khi xây nhà họ mượn tuổi chưa đổi về được ấy, thì đúng với giấy tờ của mình ấy, hoặc là cũng có thể là gia chủ là quyết định thờ chung. Lại có nhà bày đến 4 bát hương thì là do họ tách ra riêng bát hương thờ cho bà cổ tổ cô và 1 bát hương là bà cô ông mãnh. Có nhiều gia đình đặt quá nhiều bát hương trên bàn thờ gia tiên, thờ đầy đủ tổ tiên, ông bà, cụ kỵ, bố mẹ, bà cô ông mãnh vân vân. Đấy, khiến cho bàn thờ nó bị gì, bị quá tải. Bày không đúng cách thì sẽ không tận dụng được cái sức mạnh tâm linh đó. Bên cạnh đó thì cũng chưa kể đến những nhà ấy, thì trong bát hương không ghi rõ cốt là thờ ai, khiến cho tổ tiên, thần linh không có chỗ để về mà cư ngụ, vô tình lại khiến cho gia đình bị phạm đấy, và bị đắc tội với thần linh. Bên cạnh đó, gia chủ cũng nên ghi nhớ không nên thắp hương một cách tùy tiện. Chỉ nên thắp hương khi mà dâng cái mâm cúng lên tổ tiên với mong muốn cái gian thờ lúc nào cũng được ấm cúng, không để hương khói lạnh tàn. Nhiều gia đình nhắc nhở con cháu là thắp hương liên tục trong mấy ngày Tết. Có người còn cầu kỳ hơn, còn giữ cái thói quen là dậy giữa đêm khuya để châm hương khi mà hương tàn vào trong ngày Tết. Thưa quý vị, theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Mạnh Linh ấy, giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng phong thủy kiến trúc của Đại học Xây dựng đã cho rằng quan niệm này thì là hoàn toàn sai lầm. Theo chuyên gia thì mọi người chỉ nên thắp hương vào cái thời khắc. Theo chuyên gia Nguyễn Mạnh Linh ấy, thì mọi người chỉ nên thắp hương vào cái thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ để dâng lên tổ tiên trên cái mâm cỗ tổ tiên hay là cái mâm cúng vào ngày Tết.
À, quý vị thân mến, cái việc thắp hương lên bàn thờ là cái tập tục, là cái tín ngưỡng đã có từ lâu đời. Nó bắt nguồn từ xa xưa và được lan truyền ảnh hưởng đến tận ngày nay. À, thắp hương mang ý nghĩa sâu sắc. Thứ nhất là nó làm cho cái tâm hồn được an yên, được tự tại, được trầm lặng. À, trước bàn thờ thì mọi xô bồ của cuộc sống thì đều được gác lại sang một bên, tâm tư thì thoải mái, cầu khẩn những cái điều mà mình mong mỏi. Thứ hai là cái việc thắp hương ấy sẽ mang theo cái thông điệp cầu khẩn của con cháu tới các bậc gia tiên, thần Phật, chứng giám, cho cái lòng thành của mình ấy mang theo cái làn khói hương đi khắp mọi nơi. Những lời nguyện cầu, những ước ao sẽ giúp cho lòng người được có điểm tựa để hướng tới những cái điều tốt đẹp hơn, hy vọng về một cái tương lai tươi sáng hơn nữa, nơi mà những điều cầu khấn sẽ trở thành hiện thực. Vậy thì một câu hỏi nữa được đặt ra là các gia chủ có nên thắp hương hàng ngày hay không? À, câu trả lời là nên thắp hương hàng ngày. Vì thắp hương mỗi ngày ấy là một cái phong tục có từ lâu đời của người Việt Nam. Nó thể hiện cái sự thành kính đối với gia tiên, với các vị thần linh và giữ được cái sợi dây liên kết tấm lòng của con người cõi dương gian với những người đã khuất. À, trong đời sống cũng như là trong công việc hiện tại thì chúng ta nên dành ra một ít thời gian vào buổi sáng và buổi tối hàng ngày để thắp hương cho cái không khí trong nhà nó được ấm cúng hơn một chút. À, hương trầm sẽ lan tỏa xung quanh ngôi nhà, nó giúp cho gì mở đầu một ngày mới được tươi mới và kết thúc một ngày làm việc bận rộn. Cái hương trầm nó có tác dụng giảm cái căng thẳng và lo âu. Vậy thì cái việc thắp hương hàng ngày như thế nào thì là đúng? Thắp hương hàng ngày chúng ta nên thắp ở ban thờ Phật, ban thờ gia tiên hoặc là ban thờ thần tài thổ địa vân vân. Nếu có thì chỉ cần thắp một cây nhang là đủ. Khi thắp thì cần phải cắm nhang thẳng và thành tâm khấn vái. Ở một số nơi mà nhà có cổng ấy thì người ta sẽ thắp ở mỗi cổng một cây nhang. Nếu mà trước nhà có một hay là nhiều cây xanh ấy thì cũng nên thắp hương ở gốc cây lớn nhất ở phía trước nhà, thắp một nén hương thôi. Thời gian thắp hương mỗi ngày, buổi sáng là bắt đầu ngày mới và buổi tối là khép lại một ngày. À, chúng ta thắp hương những cái nơi mà mình đã nêu ở trên ấy với mỗi lần một nén, bởi cái sự thành tâm và là quan trọng nhất. Những lưu ý khi thắp hương mỗi ngày: thứ nhất là khi thắp hương phải có lời cầu khấn. À, khi thắp hương ở những nơi như là đường xá, đình, đền, miếu phủ có khói hương lên như có lời mời, lúc đó sẽ có các vong linh quanh đó mà kéo đến. Người thắp hương phải khấn mời đích danh vong linh của người mình cầu khấn về để hiến hưởng thì mới được người đó, thần đó cũng hiến hưởng và chứng giám cho. Nếu không có lời cầu khấn thì lễ vật bị coi như là vô chủ, ai cũng thể hưởng được. Thậm chí là thập loại cô hồn có thể kéo đến hưởng thụ. Như thế là gì? Là coi như là công cốc. Ở nhiều nơi thuộc vùng Nam Bộ thì người ta còn thắp hương ở cho từng gốc cây, từng góc nhà, với cái quan niệm là mọi vật đều có cái đời sống tâm linh của nó, cũng như là để thần thánh hoặc là vong linh, hương linh có sức mà hưởng đó. Cách thắp hương và khấn niệm, một cái điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ là mỗi lần dâng hương trước ban thờ thì không những dâng hương bằng cả cái tấm lòng thành kính của mình mà còn phải có chánh niệm, tức là cái sự tập trung. Nên cắm từng nén hương với hai tay và cắm sao cho ngay thẳng, nó tượng trưng cho cái tấm lòng ngay thẳng của con người. Mặc cho bão táp, mặc cho phong ba cũng không hề đổi rời, giữ nguyên cái phong thái, cái phong cách của người quân tử, giữ nguyên cái tấm lòng trong sạch để lưu lại cái tiếng thơm với đời và tỏa đi khắp nơi. Nén hương trầm tỏa ra cái mùi thơm ngào ngạt như cái sợi dây máu thịt nối liền giữa người đang sống với cái cõi vô hình, đúng không ạ? Vậy thì nên thắp hương như thế nào để thu hút được cái tài lộc? Thứ nhất, chúng ta cùng xét ý nghĩa của những cái nén hương là số 1, 3 và 5. Một nén hương, buổi sáng người ta thường thắp một nén hương lên ông bà tổ tiên, lên ban thờ thần tài, thổ địa. Số 1 là số dương, ý chỉ là người sống thành tâm cầu thần linh, cầu mong thần linh phù hộ cho người mua may bán đắt và hay được ăn lành và may mắn. Vì vậy, số 1 nó thể hiện được cái tấm lòng thành kính. Ba nén hương, số 3 tượng trưng là số dương. Số 3 thì có nhiều cái quan niệm khác nhau. Đó có thể là do tam bảo này, tức là gì? Phật, Pháp, Tăng, tam giới, tức là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tam thời, tức là thời quá khứ, thời hiện tại và thời tương lai. Tam vô lậu học, tức là giới định tuệ của nhà Phật, vân vân. Trong phong thủy, số 3 tượng trưng cho tam giới. Thiên tức là trời,
địa tức là đất, nhân tức là người. Vì vậy, khi mà cúng động thổ, cưới xin và làm những cái việc quan trọng trong đời thì người ta thường thắp ba nén hương lên ban thờ và khấn Hoàng Thiên tức là trời, Hậu Thổ tức là đất, những chiến sĩ trận vong cô hồn tức là nhân đấy, phù hộ độ trì cho con cháu được bình an và may mắn. Nhìn chung thì người Việt Nam thường thắp ba nén hương nhằm để thể hiện cái ý nghĩa là gì? Tâm nhang tức là tấm lòng thành, giới nhang theo lời dân của Phật, Thánh, Tổ Đường và định nhang tức là tuyệt đối không thay lòng đổi dạ. Năm nén nhang, con số 5 ấy thì thể hiện cho năm phương trời, năm hướng thần linh và theo phong thủy thì nó tượng trưng cho ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Chỉ khi quốc gia hay là tập thể dòng họ tổ chức những việc trọng đại, những việc đại sự và có ý nghĩa cao đẹp thì mới thắp năm nén hương trên cái án hương để tượng trưng cho cầu mong ngũ phương, ngũ thổ, ngũ hành tức là khắp phương trời đất chứng giám cái tấm lòng thành của người đại diện cho cái dòng tộc, cho cái dòng họ, cho địa phương đó, cho đất nước đó và cầu mong cho quốc thái dân an. Vậy thì cái việc lên chùa thì chúng ta thắp mấy nén hương? Thưa quý vị, lên chùa thì chúng ta thắp một nén hương. Khi chúng ta đi đình, đền, miếu, phủ, chùa chiền chỉ cần thắp một nén hương là đủ. Mỗi nén hương là gọi là tâm hương. Tuy chỉ là một nén nhang, một cái nén tâm hương lại bao gồm 5 cái ý nghĩa. Tuy chỉ là một nén nhang, một nén tâm hương lại bao gồm nghĩa là 5 sắc hương. Giới hương tự nhắc mình là hướng thiện để tâm luôn được trong sáng. Định hương tức là giữ cho cái tấm lòng luôn yên ổn, không bị cái xấu, không bị cái xấu nó xâm phạm vào. Tuệ hương tức là làm cho cái trí tuệ, làm cho trí não luôn sáng suốt để thu nhận được những cái điều tốt đẹp. Thiện hương, chi kiến hương giúp chúng ta giữ vững cái niềm tin và phát triển cái năng lực cũng như là cái trí tuệ của mình. Giải thoát hương giúp chúng ta buông thả mọi cái ưu phiền cũng như là những cái ham muốn tội lỗi. Ngoài ra, việc các chùa hiện nay khuyến khích các Phật tử nên thắp một nén nhang đó cũng là để nhằm để tránh hỏa hoạn và tránh gây cái ô nhiễm môi trường. Cũng theo quan niệm của nhà Phật thì chúng ta cũng không nên dùng cái nhang điện để cắm vào cái bát hương. Quý vị thân mến, khi thắp hương chúng ta dùng hai tay để cắm cho ngay thẳng, tượng trưng cho tấm lòng ngay thẳng với cái ý nghĩa là mặc cho cái phong ba bão táp vẫn không thể thay đổi được con người, vẫn nguyên cốt cách của cái đấng quân tử để lưu lại tiếng thơm với đời người khắp nơi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.